Đã có chuyện lớn xảy ra. Hê Sung sẽ tổ chức đại hội cổ đông để bãi nhiệm chủ tịch Nô với ba mẹ của Đô Cơ. Chị em Hê Sung vì quyền kinh doanh mà đấu đá lẫn nhau. Trước mắt thì Giang Chin Ho đã quyết định đứng về phía chúng ta, coi như vượt qua khó khăn rồi. Mẹ cũng đã gọi cho Min A rồi, cô ấy sẽ về trước đại hội cổ đông. Ít nhất chúng ta đã giữ khoảng cách còn 2%. Ba đã coi danh sách cổ đông mà con để trên bàn. Họ đúng là cổ đông mượn danh của Nô Chin Hy. Người này, người này, người này, rồi người này nữa, bốn người này. Nên con hãy gọi điện cho anh của Jisoo, kêu cô ấy điều tra những người này đi. Kết quả bỏ phiếu với hơn 2/3 lá phiếu đồng ý, phó chủ tịch Choi Jae-sung không còn là phó chủ tịch của tập đoàn Jae-sung. Vấn đề chọn ra chủ tịch mới cho tập đoàn Jae-sung. Hiện giờ thì tổng giám đốc Chung Moon-soo là ứng viên duy nhất. Tổng giám đốc Chung Moon-soo, anh có thể lên đây phát biểu đôi lời. Xin chờ chút đã. Tôi cũng muốn trở thành ứng viên cho vị trí chủ tịch.